cách thành phố Hồ Chí Minh 96 km, cách khu du lịch Bình Châu 55 km, kề sát bên đảo Long Sơn, thuận tiện kết nối đến các tỉnh thành lân cận. Thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp là điểm đến du lịch nổi tiếng với nguồn không khí trong lành, hệ ẩm thực phong phú trong nhịp sống hiện đại, tươi trẻ và thanh bình. Khu vực giao lộ hai trục đường chính 51B và 51C, cửa ngõ giao thông thương mại của thành phố, được quy hoạch trở thành vùng cảnh quan đô thị quan trọng mang tên DIC Solarland, khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Đây sẽ là trung tâm thương mại, văn hóa, thể thao, dịch vụ hiện đại, góp phần quan trọng vào tổng thể phát triển của tỉnh với đầy đủ các phân khu chức năng, khu thương mại và dịch vụ, khu cơ quan hành chính, trường học, cơ sở y tế, các loại hình nhà ở, công viên, cảnh quan xanh và khuôn viên thể dục thể thao. DIC Solarland, khu đô thị Bắc Vũng Tàu, đô thị cửa ngõ tương lai. Tiếp nối cảnh quan mặt nước vùng du lịch sinh thái cửa lấp sầm uất mà trong lành, khu đô thị DIC Solarland trải rộng trên tổng diện tích 90,53 ha, ôm trọn hai trục đường 51B và 51C huyết mạch, phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ, cảnh quan tự nhiên trù phú vùng bờ biển. Đặc biệt được chú trọng đầu tư, nơi đây sẽ trở thành một không gian đô thị giao lưu, đô thị xanh hiện đại, chiếm tỷ lệ 11,73% tổng diện tích đất, được bố trí chủ yếu ở trung tâm dự án. Khu vực thương mại dịch vụ nhộn nhịp và sôi động với các loại hình tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại, hệ thống cửa hàng bán lẻ, các hoạt động vui chơi giải trí đặc sắc. Các cơ quan quản lý hành chính, các công trình công cộng như trường học, trạm y tế với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị và các khu vực lân cận. Không gian sống tiện nghi với nhiều loại hình nhà ở trải rộng trên diện tích 391.592 m², đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống, hệ thống biệt thự sang trọng. Nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội, nhà ở hỗn hợp. Khuôn viên cây xanh rộng lớn và trù phú chiếm 11,30% tổng diện tích đất, cùng với các khu thể thao ngoài trời như sân tennis, nhà đa năng, sân tập golf, sân chơi trẻ em ngoài trời, tạo nên một không gian sống xanh sinh thái đầy màu sắc giữa lòng phố thị phồn hoa. Một khu trung tâm mới hiện đại của thành phố cửa ngõ, một khu ở tiện nghi, một không gian đô thị giao lưu, đô thị xanh sắp hình thành. Đây sẽ là ngọn lửa thổi bùng lên nhựa sống của thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp. DIC Solarland, đô thị cửa ngõ tương lai.